Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ cập nhật là một cái sàn Zalaysay cho tất cả các bạn. Theo thông tin hiện tại của nó, hiện bây giờ là giá cổ phiếu nó là 0.27 đô la trên một đồng FX. Đây thì thông tin theo nó thì khi các bạn đăng ký, các bạn nhận sẽ được 20 đô và 1.000 tiền 1.000 USD tiền thưởng quảng cáo hàng năm nha tất cả các bạn. Thưởng quảng cáo hàng năm. Đây các bạn mới đăng ký có 1.000 nha các bạn. Còn đây thì các bạn sau khi đăng ký các bạn có 15 ngày mà để chia sẻ cho bạn bè và người thân để tăng giá trị cổ phiếu của mình lên nha tất cả các bạn. Đây thì nó cập nhật nè, tin nóng hổi nè. Kèo này nó nay bữa mùng 1 tháng 6 nó sẽ ra hai thêm 20 quyển tạp chí mà theo thông tin thì mình chắc thì chưa có nhận được một cái quyển tạp chí nào từ cái CIA này nha tất cả các bạn. Để mình dịch qua tiếng Việt. Cái kèo này đăng ký miễn phí thì các bạn chiến đi thì mình cũng nếu ăn được thì ăn nha các bạn. Tin tức nữa. Nó sẽ cập nhật hoài hàng ngày mà các bạn. Theo mình nói thì kèo này thì mình chắc ăn được nha các bạn. Nè. Chi phí nè, chỉ cần mình đăng ký và xác minh KYC là được 20 đô la nha tất cả các bạn. Cho một người mới. Các bạn hiện giờ chỉ việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Tiền thưởng nhận quảng cáo là các bạn nào về đây mà đăng ký và cập nhật thông tin của nó nha các bạn. Khi 10 triệu thành viên được xác minh KYC, bạn đều tải xuống và cài đặt ứng dụng đối tác từ quảng cáo trên điện thoại thông minh của bạn nha các bạn. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web đối tác chúng tôi bằng máy tính hoặc ứng dụng như trên quảng cáo web của họ. Ồ, kèo này là rất là ngon nha các bạn. Này tương lai thì mình làm này thì chỉ trông vào tương lai thôi các bạn. Hiện bây giờ CLSI đã đạt hơn cũng mốc hơn phần nữa các bạn. Rất là nhiều người luôn. Ví dụ như mạng 3 nhân 7 khả năng kiếm được 10. Ví dụ mạng 3 nhân 7 bạn có khả năng kiếm được 11.000 đô la mỗi tháng. Mạng 5 nhân 7 thể kiếm được 300 la mỗi tháng. Để đảm bảo con có thể được gần 1 triệu 3 đô la mỗi tháng. Này giải thích về quảng cáo cho nó sống nè. Đây là các bạn nó cũng giải thích cho mình. Tất cả chúng tôi đều đối tác quảng cáo của chúng tôi đã hoàn thành bị thay đổi với phản ứng bùng nổ. Số lượng người muốn tận dụng cơ hội tuyệt vời này chỉ trong vòng 18 ngày tại khi chương trình ra mắt vào ngày 20 tháng 4 năm không, tôi đã có hơn 190 trong số 195 quốc gia trên thế giới tham dự các bạn. Tôi có thể cho một quảng cáo không? Bước hai khi xác minh hoàn tất, bạn được yêu cầu tải xuống ứng dụng này rồi. Ủa, nó xong. Các bạn chỗ này mà đọc thông tin cho hết nha các bạn. Ủa, đây thì mình logout ra mình hướng dẫn cho bạn cho tất cả những bạn mới nào chưa biết đăng ký thì đăng ký nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn click cái phần link mô tả của mình nó ra một cái giao diện như gì nữa các bạn. Các bạn bấm vào join now các bạn. Các bạn đăng ký đi, không có mắc cái gì hết trơn. Không phải thì các bạn vô nha các bạn. Đầu tiên username thì các bạn ghi tên của mình nè. Username là tên nè, username là họ và tên của mình mà. Ví dụ như mình tên Quỳnh Nhân Ảnh thì các bạn ghi vào Quỳnh nè. Đây thì dân ảnh không có gì hết. Còn các bạn nhớ lưu username này các bạn. Username này các bạn nhớ đăng hồi đăng nhập các bạn. Địa chỉ email rồi xác nhận email các bạn. Đây thì quốc gia thì các bạn chọn vào Việt Nam cho mình. Các bạn đăng nhập số điện thoại chính xác cho các bạn. Rồi đây thì ngày tháng năm sinh của các bạn. Rồi các bạn bấm password, xác nhận password. Chấp nhận nhờ tôi điều khoản hai cái này các bạn bấm nút sign up các bạn. Sau khi bấm email thì các bạn vào mail chat, còn không có mail thì các bạn login luôn các bạn. Rồi các bạn login như vậy là xong. Như vậy là tất cả các bạn nó có một cái tài khoản các bạn. Còn đây thì mình đã chia sẻ được rất là nhiều bạn bè anh em cộng đồng chu heo. Đây thì các bạn chỉ việc copy cái link ghép này để chia sẻ cho bạn bè và người thân để tăng thêm cái cổ phiếu này nha các bạn. Hiện bây giờ cổ phiếu này nó còn phát phi thì các bạn chỉ nhận nha các bạn. Sau này nó bán bạn mua.
Đây thì khi đăng mới đăng ký, các bạn nhận được 20 đô và 1.000 tiền thưởng quảng cáo hàng năm cho tất cả các bạn đang xem quảng cáo, cho nên mình xem quảng cáo trên cái ứng dụng của nó tất cả các bạn. Sau khi có thì các bạn chỉ xem quảng cáo mỗi ngày 5-30 cái quảng cáo gì cái rồi các bạn nhận được tiền quảng cáo hàng năm của nó. Thầy nó giới thiệu về bên tạp chí xe hơi của nó và nó hợp tác với cái thằng tạp chí bên thể thao liên quan. Thì bây giờ mình kết thúc nữa các bạn nhớ muốn cập nhật thêm thông tin từ website này, các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký. Thì chào tạm biệt tất cả các bạn nhé, hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình.